Con gái Dương Mịch Lưu Khải Uy thành tâm điểm bàn tán vì tình cảnh xót xa ngày Trung Thu. Tết Trung Thu vốn được coi là Tết đoàn viên, nơi các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau ăn bánh uống trà và thưởng trăng. Đây cũng được xem là Tết thiếu nhi, nên nhiều em nhỏ mong chờ bởi ông bà, bố mẹ đều sẽ dành những món quà ý nghĩa. Tuy nhiên, nhân vật nhí được nhắc đến nhiều nhất Trung Thu năm nay lại là Tiểu Gạo Nếp, con gái của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Đối với bé, việc đoàn tụ với bố mẹ trong ngày Trung Thu là một điều vô cùng xa xỉ. Tại sự kiện diễn ra mới đây, Lưu Đan, bố của tài tử họ Lưu cho biết, năm nay cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều không ở bên con gái. Tiểu Gạo Nếp sẽ đón Trung Thu cùng ông bà mà thôi. Ông Lưu Đan cũng đã chia sẻ kế hoạch trong ngày Tết đặc biệt này với cháu gái. Nam diễn viên Gạo Cội tiết lộ mình sẽ đưa Tiểu Gạo Nếp ra ngoài ăn uống, sau đó cho cháu gái đi rước đèn với các bạn nhỏ. Thời gian này vì quá bận rộn mà cả ông và bà xã không thể tự tay chuẩn bị lồng đèn cho Tiểu Gạo Nếp được. Bố chồng Dương Mịch cho biết những năm trước ông luôn tự tay làm lồng đèn vỏ bưởi cho Tiểu Gạo Nếp. Vậy nhưng năm nay, vì có dự án đóng phim truyền hình nên ông chỉ có thể mua một số lồng đèn bán sẵn cho cháu gái cưng. Ông Lưu cũng tiết lộ thêm rằng, thời gian sắp tới Lưu Khải Uy có lịch trình đóng phim tại Đại Lục, anh sẽ không thể trở về Hồng Kông. Mặc dù bận rộn là vậy nhưng chồng của Dương Mịch luôn gọi điện video cho con gái mỗi ngày. Gần đây, sự nghiệp của Dương Mịch bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Netizen phát hiện ra Dương Mịch là ngôi sao hạng A nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách, nhưng cô vẫn chưa có một giải thưởng ấn tượng nào trong mảng truyền hình. Đặc biệt với Tam Kim truyền hình xứ Trung gồm 3 giải thưởng danh giá, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên, nữ diễn viên chưa một lần chạm tay vào cúp vàng dù đã có kinh nghiệm hơn 20 năm diễn xuất. Dương Mịch sinh năm 1986 trong một gia đình trung lưu tại Bắc Kinh, có cha là cảnh sát hình sự, còn mẹ là giáo viên, sau đó ở nhà làm nội trợ. Năm lên 4, nữ diễn viên được giao cho vai diễn đầu tay, đóng vai con gái của võ trạng nguyên Tô Khắc Nhi. Với sự thông minh lanh lợi và ngoại hình xinh xắn, Dương Mịch nhanh chóng được khán giả yêu thích và nhiều đạo diễn để mắt đến. Năm 1993, Dương Mịch hóa thân thành tiểu công chúa Hàm Nghi trong phim Đường Minh Hoàng và vai bé Nam Nam trong phim truyền hình Hầu Oa, khi ấy Tiểu Mịch chỉ mới 7 tuổi. Năm 2002, Dương Mịch ký hợp đồng với công ty nghệ thuật truyền hình và điện ảnh Rongsinda Bắc Kinh. Năm 2004, Dương Mịch lấn sân sang mảng điện ảnh với vai diễn Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp của đạo diễn Vu Mẫn. Và đây cũng là phim võ thuật đầu tiên của Dương Mịch. Năm 2007, Dương Mịch đóng chính trong Vương Chiêu Quân truyền kỳ, được khán giả khen ngợi là nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh. Thế nhưng trang Soho lại cho rằng nữ diễn viên không phải người đẹp nhất thể hiện vai diễn này, đồng thời diễn xuất của cô cũng không tốt. Dương Mịch đã biến nàng mỹ nhân tự tin về nhan sắc trở thành một cô gái kiêu ngạo cứng nhắc. Năm 2009, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn Tuyết Kiến, đóng cặp cùng với Hồ Ca trong phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Năm 2011, với vai chính trong truyền hình Cung Tỏa Tâm Ngọc, giúp Dương Mịch trở thành nữ hoàng rating phim truyền hình năm 2012 và nhận được đề cử đầu tiên cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Shanghai TV Festival 17, Magnolia Award. Năm 2014, Dương Mịch cùng Lý Dịch Phong tiếp tục gây dấu ấn trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, được khán giả đón nhận nhiệt tình. Năm 2017, bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Dương Mịch cùng Triệu Hữu Đình trở thành hiện tượng của màn hình Hoa ngữ, đưa tên tuổi Dương Mịch lên tầm cao mới, trở thành nữ minh tinh được nhiều khán giả yêu thích. Năm 2018, Dương Mịch tham gia phim Người Đàm Phán và Phù Dao Hoàng Hậu. Hai bộ phim khá hot và nhận được nhiều sự yêu mến từ người xem. Năm 2020, với vai trò khách mời, nữ diễn viên tiếp tục hóa thân thành nàng Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm 2021, Dương Mịch tham gia Bạo Phong Nhãn và một số phim chưa lên sóng như Cảm Ơn Bác Sĩ, Cửu Châu Học Châu Phu Nhân, Định Luật 80/20 của Tình Yêu. Ngoài ra, Dương Mịch còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh truyền hình khác như Mỹ Nhân Tâm Kế, Như Ý, Cung Tỏa Châu Liêm, Tân Hồng Lâu Mộng, Người Phiên Dịch.